Lần đầu tiên thì cho phép Thanh Thúy xin được gửi đến cho tất cả các cô chú anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại phòng trà Galina có một đêm nhạc thật là nhiều cảm xúc. Và sau đây thì Thanh Thúy sẽ gửi đến cho tất cả quý vị nhạc phẩm Đèn Nguyên. Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng lắng nghe. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị dành cho em Thanh Thúy rất là nhiều. Và chúng ta cùng
trở lại với phần giao lưu của căn nhà xưa.